Năm 2018, chương trình xúc tiến thương mại quốc gia được Bộ Công Thương phê duyệt với nguồn kinh phí hỗ trợ 110 tỷ đồng, bao gồm 171 đề án tập trung vào xúc tiến phát triển thị trường, mặt hàng xuất khẩu, thông tin thương mại trong nước và quốc tế, đào tạo nâng cao năng lực cho doanh nghiệp, tổ chức xúc tiến thương mại, vân vân. Thông qua các hoạt động xúc tiến thương mại đã góp phần hoàn thành vượt chỉ tiêu xuất khẩu và ổn định thị trường trong nước. Tại hội nghị tổng kết chương trình xúc tiến thương mại quốc gia năm 2018, lãnh đạo Cục Xúc tiến thương mại cho biết, ngay sau khi chương trình xúc tiến thương mại quốc gia 2018 được phê duyệt, ban quản lý chương trình đã phối hợp chặt chẽ với các đơn vị có liên quan hướng dẫn, hỗ trợ các doanh nghiệp. Qua đó, đã có gần 5.000 doanh nghiệp được hưởng lợi với tổng giá trị hợp đồng và giao dịch trực tiếp tại các sự kiện xúc tiến thương mại đạt 9,3 tỷ đô la Mỹ và khoảng 110 tỷ đồng. Doanh số bán hàng trực tiếp tại các hội chợ vùng, phiên chợ đạt khoảng 142 tỷ đồng, thu hút gần 1.500.000 lượt khách tham quan giao dịch thương mại, vân vân. Năm 2018, lần đầu tiên chương trình xúc tiến thương mại quốc gia phê duyệt một số đề án theo hướng tạo điều kiện cho đơn vị chủ trì, xây dựng và triển khai các đề án xúc tiến thương mại mang tính trung hạn. Qua đó, các đơn vị đã chủ động hơn trong việc thực hiện nhiệm vụ. Năm 2019, để hoạt động xúc tiến thương mại đạt hiệu quả cao, lãnh đạo Bộ Công Thương cũng yêu cầu công tác xúc tiến thương mại cần tiếp tục đổi mới, nâng cao các hoạt động xúc tiến thương mại trong và ngoài nước, tranh thủ sự hỗ trợ kỹ thuật và tài chính của các tổ chức nước ngoài, phối hợp với các cơ quan thương vụ Việt Nam, thương vụ nước ngoài tại Việt Nam, hỗ trợ thông tin, chương trình giao thương quảng bá thương hiệu sản phẩm đến khách hàng trong và ngoài nước.